Đó chính là chúng ta để chứng minh rằng không có ma nào tồn tại. Maka, nhìn xem, đây là gì? Cho tôi biết đó là ai? Tôi thấy ai trong gương? Bóng ma trong gương, tập 3. Nhưng đây không phải là bọn cướp Maka. Chúng ta không biết nó là gì. Chúng tôi chỉ muốn tìm ra ai đã đẩy Olga Fedorovna, ai làm Basa sợ hãi. Cái đó thì quá rõ ràng. Đó chính là Tanuya. Chuyển thể từ tiểu thuyết Bóng ma trong gương lồi của Elena Mikhankova. Là cô à? Cô trở về à? Mẹ ơi, giấy của sở thuế đến. Con ơi, chúng ta cần nói chuyện. Mẹ ơi, có chuyện gì thế? Mẹ phải nói với con một việc. Đáng lẽ mẹ phải làm việc này từ lâu rồi. Phải có lối thoát nào khác chứ. Lối nào? Này, đây là súng của bố tôi. Thế mà anh định bán cho xe Sotakov với nửa giá. Bố em mất lâu rồi, Marin. Nhưng họ sẽ lấy nhà của chúng ta đấy. Nhà này cũng là của bố. Nếu anh đã quên, anh hoàn toàn không có gì ở đây. Khi lấy em, anh chỉ có đọc chiếc áo sơ mi, bát đĩa, đồ đạc, toàn mua bằng tiền của bố. Marin, cô im đi. Sao? Tôi phải im chứ. Vâng, nếu không nhờ nghệ thuật của anh, có lẽ bố đã sống lâu hơn. Nếu anh không yêu em, anh đã bắn em từ lâu. Em đã vớ được anh. Anh đi đâu? Để tránh xa em ra. Tức là các anh về à? Thôi, chúc lên đường may mắn. Vâng, để đề phòng, ở Moscow, anh hãy đến gặp bác sĩ. Và một tháng ăn kiêng, không rượu bia. Anh sẽ nhớ. Xong rồi. Hãy tưởng tượng, bạn anh nghĩ đó là bùa yêu. Em không tin vào bùa yêu. Anh cũng thế. Nhưng nói thật, đây là lần đầu tiên của anh. Thật không? Nói chung, anh giữ được tự chủ bản thân. Ở đây được che chở, giống như một cậu học sinh 15 tuổi. Vậy là chuyện vớ vẩn nào đó? Đây không phải là đồ vớ vẩn. Đây là các pheromone. Nghe đây. Gì thế? Em tha lỗi cho anh. Vì cái gì? À, lẽ ra anh không nên như thế này. Không phải với em. Maka, anh đang nói gì vậy? Anh không hợp với những quan hệ nghiêm túc. Anh đã quen ở một mình và điều đó ổn với anh. Và vậy thì sao?
Anh muốn nói gì bây giờ? Và sẽ không có chuyện gì xảy ra. Em biết đấy. Sáng mai anh sẽ trở về. Vậy thôi. Kỹ thuật, anh không nên thế. Không phải với em. Nghe này, anh đang nói chuyện với em như một cô gái ngây thơ mà anh ghê tởm và chuẩn bị vứt bỏ. Ilyushin, em đã 35 tuổi, chỉ một phút thôi. Và em không muốn những mối quan hệ nghiêm túc. Em chán ngay các mối quan hệ. Vì vậy, hãy từ tốn. Và đêm thật kỳ diệu. Vậy thì có lẽ ta nên kỷ niệm nhỉ? Mẹ, chúng con đi về rồi. Maka, cái gì? Mẹ xin con hãy cẩn thận. Mẹ ơi, lên xe rồi. Được, con biết thầy bói đã nói với mẹ. Mẹ bảo thầy bói rằng thầy sai rồi, con không sao cả. Không có gì xảy ra, vậy là xong. Tối nay chúng con sẽ ở Moscow, tạm biệt. Như nãy có chuyện gì? Thầy bói cô mẹ đã bói trên bã cà phê rằng tôi sẽ không bao giờ rời khỏi đây. Anh thấy rồi phải không, Sergei? Anh có biết thầy đã nói gì không? Thấy máu, cái chết. Và bảo anh và tôi chạy quanh nghĩa trang, tay cầm nến và đọc thần chú. Nào, ngồi chút trước khi lên đường. Ôi, ba bờ kim. Thế nào, chuẩn bị xong rồi à? Vâng, chúc lên đường may mắn. Và một lần nữa rất cảm ơn. Giữ liên hệ nhé. Tôi hy vọng sẽ không còn cần thiết đâu. Vâng, các anh có thể đến đây bất cứ lúc nào. Nếu anh muốn nghỉ ngơi hoặc chỉ đi săn, tôi chụp được câu hỏi hết rồi nhé. Vâng, các anh phải đi qua cầu. Và đường xuyên rừng đã bị chặn. Như này có chuyện gì? Chà, thời tiết xấu, cây cối đổ ra, dây điện bị đứt. Cô Jirep hiện đang làm việc ở đó, hiểu rồi. Mẹ ơi, Sergei, chúng ta sẽ đi qua cầu, tạm biệt. Hãy để tôi giúp anh. Cảm ơn. Phải, Asanu. Có việc này phải trước anh bây giờ. Mái nhà của cô Michiev bị thổi bay và anh ta bị dập nát. Tôi phải chạy đến đó đây. Tôi xe nha. Đợi một phút, tôi cần thuốc sát trùng và bông băng. Chuyện gì thế? Có người bị thương à? Không không, không phải tôi, mà là con chó của tôi. Anh có ống tiêm không? Vâng, hình như có. Để đề phòng, hãy cầm lấy một đôi. Dạ, đối với chó tôi không nghĩ sao cả. Băng bó là được. Thế hai ống là đủ cho anh. Thuốc viên thì nghiền cho vào thức ăn. Những gì còn thừa thì trả lại. Tôi sẽ giải thích. Tôi sẽ trả lại. Cảm ơn cô, cơ xe nha. Tôi nợ cô. Chạy đi, con nợ. Rửa cho con chó đi. Ôi Maka, đây rồi đó. Nó trượt bình thường. Vậy chủ xe ở đâu? Nhìn kìa xe ghi, đằng kia có cái túi của ai đó. Này, có máu trong xe. Trong vụ Inga xe sợ tắt cấp. Lại nhỉ, cô ấy có thể đi đâu? Vậy thôi nào, đưa Osuga lại đây, để nó làm việc. Osuga, lại đây. Osuga, mày phải làm việc một chút. Osuga, ngửi đi, ngửi đi. Đi thôi, đi thôi. Osuga, đi thôi. Giỏi lắm, làm tốt lắm Osuga. Tìm đi.
Nào nào, Osuna, tìm đi. Giỏi lắm. Nào nào, chó giỏi lắm Maka. Thế Osuna, tìm đi. Cố lên, tiếp tục đi Osuna. Họ lên thuyền rồi. Gọi cảnh sát đi, mặc dù không có. Phải gọi đến cơ quan cho cô Jirev ngay. Để lấy người, chúng ta phải băng qua rồi. Không có thấy sống nào, Segi. Đi thôi. Đi đâu? Sao lại đi đâu? Về làng. Chúng ta cần cảnh báo Kalugin và Cesar Takov. Theo nghĩa nào? Anh biết trong đầu Ingan nghĩ gì không? Chính tôi cũng không biết. Có lẽ cô ấy muốn đưa hết mọi người xuống địa ngục. Anh đã thấy chiếc xe chưa? Ingan bị thương. Chúng ta chưa biết cô ấy làm sao không? Segi chính thế, chúng ta chưa biết cô ấy thế nào. Nhưng không biết cô ấy bị thương thế nào. Vậy việc của ta là cảnh báo. Và sau đó để họ tự giải quyết. Osuna tiến lên. Nào đuổi theo. À, xuất hiện rồi, không dính bụi. Tôi đến bệnh viện thăm Basa, bữa trưa để trong bếp. Marina, đã có chuyện rồi, anh cần nói chuyện nghiêm túc với em. Như người ta nói, thông tin là thứ đắt giá nhất. Vì bệnh hàng của anh rất đắt, chúng ta sẽ trả được nợ. Mà vẫn còn tiền. Em có muốn đi biển không? Có chứ. Vậy thì hãy lấy đồ đạc và một ít thức ăn. Anh sẽ mang tất cả vào lều. Đợi đã, vào lều à? Không có thời gian để giải thích đâu. Không còn thời gian để giải thích. Nếu ai đó hỏi, em bảo không biết gì. Được chứ? Nói ra không phải nhà báo. Maka và Sergei là thánh tử tư. Và đến đây theo yêu cầu của tôi. Này, bây giờ chúng tôi không ai là quan trọng. Tôi đang nói về Inga. Cần tìm thấy cô ấy càng sớm càng tốt. Chúng tôi tìm thấy một chiếc xe ô tô mất méo. Nhưng Inga đã biến mất. Anh nói có máu trong xe à? Phải, cô ấy bị thương. Và chúng tôi không biết cô ấy bị nặng đến mức nào. Nhưng cô ấy cần được chăm sóc y tế. Y tế hay không y tế, nhưng Inga Olegovna có quá khứ hung hãn. Vì vậy cô ta có thể rất nguy hiểm. Quá khứ hung hãn là gì? Nói ngắn gọn, Inga Olegovna đã đưa hai người chồng trước của cô ấy sang thế giới bên kia. Và cô ấy sẽ làm thế với người chồng hiện tại. Và cô ta đã định giết Olga Fedorovna. Hay chúng tôi lại không đủ căn cứ để chuyển vụ việc cho cảnh sát? Hai người chồng. Cô ấy có vẻ như một người phụ nữ tốt. Olga Fedorovna, tôi có thể hỏi một câu được không? Vâng, dĩ nhiên rồi. Nhà cô bà có được bảo hiểm không? Tất nhiên rồi. Tại sao anh quan tâm điều này? Tôi sẽ giải thích tất cả cho bà sau. Kalugin, một vài câu hỏi đi thôi. Nghe này. Người chồng đầu tiên của Inga chết cháy cùng ngôi nhà. Và cô ấy có bảo hiểm. Tức là anh cho rằng bây giờ cô ấy có thể sắp xếp một cái gì đó như thế. Tất nhiên rồi, khi ly hôn, cô ấy không được một xu nào. Vì vậy bây giờ có cơ hội của cô ấy. Sao? Sao gì nữa? Phải tìm thấy cô ta. Inga Olegovna rất thông minh và nham hiểm. Cô ấy đã giết người rồi mà chưa bị trừng phạt. Điều gì ngăn cản cô ấy làm lần thứ hai khi món tiền to sụ đang bày ra? Cái gì? Anh đã kết nối được chưa? Hình như được rồi. Phải gọi cô Jirev để họ vào rừng. Sao? Ở đó có gì? Đợi tí quỷ thật. Tất cả bọn họ đều biến đi đâu vậy? Nghe này Arseny. Nhưng nếu họ không trả tiền thì sao? Họ sẽ biến đi đâu được nhỉ? Này, nhớ bỗng nhiên họ bảo tốt hơn hãy lấy một tí trà. Alo. Vâng, alo. Arseny Ivanovsky. Làm phiền anh, tôi báo với anh một chuyện quan trọng. Nào các bạn, nhanh lên nào. Chúng ta nhanh lên nào. Tôi nói lại lần nữa, phải tổ chức tìm kiếm vợ của Cesar Takov. Tôi lấy người ở đâu? Ở đây rồi, mọi người đều ở đây trong rừng. Một nửa ở đây, một nửa như khu vực khác. Xem xét mấy đống kia. Edo Mikhailovic, tôi nói tình hình là nghiêm trọng. Trò đùa gì ở đây thế? Rồi sau đó anh nói rằng cô ấy bị thương. Và nếu nghiêm trọng có nghĩa là phải lên quận. Tôi đến bệnh viện, anh may mắn thế nào? Tất cả các con đường đều bị chặn. Các bạn, mất bao lâu để giải quyết xong việc này? Sắp xong rồi, Edo. Giá như chúng ta có mấy ủi. Tôi không có mấy ủi. Stepanich, anh phải tự xoay sở thôi. Thế này, tôi sẽ giao người cho anh. Nhưng phải lúc nữa khi xong việc ở đây. Bây giờ hãy gọi cho Ivanovsky đến giúp. Để anh ta đưa chó đi tìm cô ấy. Thôi đi đi, Kalugin. Đừng ngồi ngoài nữa. Bây giờ tôi không muốn nói với anh nữa. Và báo cáo ở đó có gì, anh thế nào? Tôi đã băng bó cho cô ấy. Bôi thuốc sát trùng. Nhưng vết thương rất nặng.
Nếu không đưa vào bệnh viện thì sẽ không tồn tại được lâu. Tất nhiên, tôi sẽ chăm sóc cô ấy. Nhưng đồng tiền phải đi trước. Để tôi im lặng và không báo cảnh sát, chừng này là quá ít. Nhưng chúng ta là người mình, chúng ta sẽ không tính toán. Cô ấy đang ở lều đi săn, đang đợi tôi quay về. Thế nên nghe này, em không cần phải tham gia tìm kiếm. Cô ấy bị thương và có thể cần cấp cứu. Chúng ta sẽ sơ cứu mà không cần em. Maka, anh không phải là bác sĩ, nhưng em là bác sĩ. Ksenia, em phải biết là Inga rất nguy hiểm. Khi tìm thấy cô ấy, anh hứa sẽ gọi cho em. Maka, chúng ta đừng gặp chung công việc, vào giường chiếu được không? Giường chiếu thì liên quan gì? Đó chỉ là vấn đề an toàn cho em, được không? Nếu em là đàn ông thì sao? Nhưng điều này có liên quan gì? Giả sử chỉ có bác sĩ địa phương là nam giới. Anh tự thuyết phục một anh bác sĩ ngồi đây. Chờ cuộc gọi của anh xem. Chà, logic ở đâu? Mặc kệ logic, em sẽ không đi đâu cả. Nghe rõ chưa? Em không được đi đâu hết. Maka, em xin anh làm ơn đi. Em không được đi đâu hết. Có ai ở nhà không? Mẹ kiếp. Xong rồi, phải tìm Inga. Anh quên rồi sao? Anh nghĩ anh đã thuyết phục. Em không đi đâu cả. Em nghĩ em đã yêu cầu anh không lẫn lộn công việc và chuyện giường chiếu. Nhưng anh không can thiệp. Nghe này, anh có cuộc sống và công việc của anh. Em có của em. Không nên phức tạp hóa cái gì. Tất cả đều quá phức tạp. Anh nhìn gì đó? Chưa rõ sao? Em không muốn đi đâu cả. Thế thì đừng đi. Em muốn ở đây với anh. Đừng sợ. Ý em chỉ là giường chiếu. Thế thì ở lại đi. Em không thể. Tiếc là cuộc sống không giới hạn ở chiếc giường. Em nói đúng. Tất cả sẽ đơn giản hơn nhiều. Đúng. Càng đơn giản càng tốt. Tiếc là chúng ta hiểu điều này quá muộn. Khi chúng ta có đủ và chịu đựng đủ. Phải không? Đừng nghe. Nhỡ có việc gấp thì sao? Tôi nghe đây. Tôi hiểu rồi. Vâng, tôi sẽ đến ngay. Ai đấy? Ta khẩn trương nào. Nhà Ianovsky đang gặp nạn. Mặc quần áo đi. Này, sao đứng đây? Gọi lên quận đi. Gọi xe chở xác đến. Ksenia Ilyinina. Giá mà chị bay được nhỉ? Cô ở đây làm gì? Chốc nữa hay viết kết luận. Được. Thôi nào gọi đi. Tôi gọi chị để giải thích. Đường bị chặn. Ở đến bằng cách nào? Khỉ thật. Được rồi. Hãy báo cho quận. Để ngay sau khi chúng ta dọn đường, hãy lấy cái thi thể và cử người điều tra. Chúng ta đang ở đây một mình. Viết đi. Phát hiện xác của Ianovsky Asanui và Ianovskaya Marina. Công dân Ianovsky bị một vết đâm ở vùng hạ vị trái, gây ra bởi một con dao săn nhãn hiệu. Nhãn hiệu Vep Ianovskaya. Đây là những cái trên. Cô ấy không phải giết chồng mình.
Phải không? Cô ấy thuận tay trái, còn Amiyanovsky thì bị một người thuận tay phải đâm. Vậy là ai đó đã sắp đặt tất cả. Tôi là Makay Lyushin, thám tử tư. Vậy là thám tử. Tôi nghĩ tội ác là do đam mê, như người ta nói. Ivanovsky là người đi bộ đó. Marina rất ghen tị với anh ta. Nói chung, phụ nữ nông dân không chia sẻ. Tôi nghĩ cần thẩm vấn Ksenia. Đợi đã, Kalugin ngồi đi. Ksenia liên quan gì? Thế nào à? Cả làng đều biết rằng Ivanovsky đang theo đuổi cô ta. Anh Kujin, người đưa thư, nghe nói rằng Marina đã đe dọa giết cả hai người họ. Chúng ta cần làm rõ Ksenia ở đâu và lúc Ivanovsky bị giết. Theo biên bản thời gian chết là lúc nào? Một giờ chiều. Đợi đã, Kalugin, tôi xin anh đừng mất khôn. Tôi hiểu Marina Ivanovskaya đã ghen với chồng mình. Nhưng Ksenia ở đây từ phía nào? Anh có nghĩ cô ấy cũng là nạn nhân của một niềm đam mê giết người không? Này Lyushin, tôi không biết ở Moscow những vấn đề này được giải quyết thế nào, ở tòa án hay trong bữa tối ở nhà hàng. Nhưng ở đây người dân đơn giản, động một chút thôi là họ cầm súng. Đã có xung đột vì vậy, chúng ta phải thẩm vấn. Rõ rồi, ngồi đi. Đưa giấy tờ đây. Nào, nhanh lên. Bây giờ anh sẽ tiếp nhận đơn. Cầm lấy, cho vào hồ sơ nhé. Từ 9 giờ sáng đến 15 giờ chiều, Pesatova Ksenia Linina ở nhà. Anh đang nhìn gì? Cô ấy đã ở với tôi được chứ? Và cô ấy không cần Ivanovsky. Sao không nói sớm hơn? Anh hỏi tôi thì tôi mới nói chứ. Tôi muốn kiểm tra Ivanovsky. Nhưng tiện, anh ta gọi cho Pesatova và nói chuyện gì đó với bà ấy được 15 phút. Và tôi muốn biết họ nói chuyện gì. Anh chàng không được chia sẻ. Xe Sotakova, Seva, Larissa cùng ở nhà. Leonid đang ở trong trang trại săn bắn. Tất cả đều phủ nhận. Không ai biết gì về Ivanovsky. Không ai nói chuyện với anh ta. Phải, rõ ràng một người trong số họ đang nói dối. Chúng ta cần biết lại. Được rồi, như thường nói, dưới hòn đá. Nào Sergei, đi đâu? Đi vào rừng chơi, đi Minga. Trong lúc Kalugin làm biên bản ở đây. Sergei, tôi nghĩ rất có thể cô ấy đã về làng. Thứ nhất, cô ấy bị thương. Thứ hai, ban đêm, giông bão, cô ấy cần giúp đỡ. Nhưng vào rừng cách những 30 km. Nhưng tại sao anh lại nói Kalugin rằng anh ta đã cùng ở Ksenia từ sáng? Sergei, anh nghĩ gì vậy? Maka, tôi hiểu hết. Nhưng không có ai bị cướp ở đây. Có một vụ giết hai người ở đây. Nhưng anh đang khai man, thì sao? Chính là đó, Maka. Anh có biết Ksenia ở đâu khi Ivanovsky bị giết không? Có thể anh biết ai đã giết họ và tại sao? Maka, anh không biết chết tiệt gì hết. Nhưng trước tiên hãy đến gặp Kalugin và khai có lợi cho cô ấy đi. Đi đi, đi viết lời khai của anh đi. Viết rằng Makay Lyushin cố tình dẫn cuộc điều tra vào ngõ cụt. Cứ tiếp tục thế nha. Tại sao lại nói nóng vậy? Không có gì, Sergei. Anh biết là tôi sẽ không đi đâu cả. Cảm ơn. Tôi sẽ không biết gì đâu. Cảm ơn rất nhiều. Tôi nghĩ anh đã kết nối với cảnh sát.
Không sao, tôi vừa quyết định kiểm tra xem anh có tiên cơ xe nhe không. Kiểm tra rồi à? Vâng, kiểm tra rồi. Và tôi nhận ra rằng vẫn chưa. Nếu không tôi sẽ không nói đi như vậy. Maka, anh không tin vào bụi, nhưng hãy tự nhìn xem. Anh không nhầm lẫn công việc với giường chiếu. Nhưng bây giờ chính anh đang khai gian dối. Ngày này, cút xuống địa ngục đi. Cút đi, đi mà kiểm tra. Sao còn đứng đó? Đi kiểm tra đi. Alo, Kalugin à, Iliusin đây. Này, giám đốc Suki có mấy con chó nhỉ? Và mọi người sống trong nhà hả? Có khác gì bãi chăn thả đâu. Ở trong nhà hả? Rõ rồi, Maka, đợi đã. Anh đã nhìn thấy chó chưa? Chúng ổn chứ? Cảm ơn Sergei. Tôi nghĩ tôi bắt đầu hiểu gì đó về cái thứ chết tiệt này. Nhìn đi, cơ xe nha nói rằng Ianovsky đã đến gặp cô ấy để xin bông băng và thuốc sát trùng, hình như để chữa cho chó thì sao nữa. Nhưng Kalugin nói rằng hôm nay anh ấy đã thấy cả đàn chó đều khỏe mạnh. Vậy anh ta lấy thuốc sát trùng và bông băng để làm gì? Và anh ta đã đi đâu trước khi bị giết? Anh có nghĩ anh ta gặp Inga trong rừng không? Tôi chắc chắn thế, Sergei. Và Kalugin còn nói anh ta có một túp lều trong rừng. Đi nào, tiến lên. Osuha tiến lên. Kệ thôi, đi nào. Nhẹ nhàng nào. Nào. Theo như tôi nhớ, Inga đi khỏi nhà trong bộ đồ trắng. Có vẻ như cô ấy thực sự đã đến đây. Vấn đề là bây giờ cô ấy đang ở đâu? Osuha, Osuha, nhanh lên, làm việc đi, đánh hơi đi. Osuha, thế giỏi lắm. Bây giờ tiến lên. Osuha, nhanh lên, theo bớt. Thế tiến lên, giỏi lắm. Osuha, tiến lên nào. Osuha giỏi lắm. Nào Osuha, tiến lên. Thế tại sao mày đứng lại? Chờ đã Sergei. Nhìn kìa Sergei, có người ở đó. Này, đứng lại, đợi đã. Maka, Maka. Anh sao không? Mẹ kiếp. Maka. Maka xong ngay đây. Vấp bình thường thôi. Cố chịu nhé. Cố chịu. Alo. Cố chịu đựng chút nữa, cố chịu. Chút thôi. Giữ lấy. Xong rồi. Em bay đến bình thường nhỉ?
Nằm đi, đừng đứng dậy. Anh vẫn cần yên tĩnh. Đau không? Thế đạn bắn từ súng xăng, họ bắn từ súng xay ga. Đợi tí, nhà Yanosuke bị mất một khẩu, nó đâu? Hey, để tôi đoán nha, xay ga phải không? Xay ga. Larissa, làm ơn Pacha và nấu món gì đó cho anh ta đi. Các anh chưa thấy cô ấy à? Vẫn chưa, trời tối vô ích thôi. Ngày mai cô Zirev tiếp tục tìm. Anh đi tắm đây. Để anh, tay em đang run, có chuyện gì thế? Chúng ta đã chọc tức chị ấy. Chị ấy đã trở lại và có thể làm hại ai đó. Đừng lo lắng, để tìm thấy Inga thôi. Em không nói về Inga, em đang nói về Tanuya. Chị ấy bất hạnh và tức giận và có thể rất hung hăng. Chờ đã, đừng lo, đợi đã. Inga gặp tai nạn vì cô ấy mất lái trên đường trơn. Không, chị ấy là tài xế giàu kinh nghiệm. Em biết, em đã đi cùng chị ấy. Ngay cả một tài xế dày dặn kinh nghiệm cũng có thể gặp tai nạn. Mẹ cũng thấy cô ấy. Tanuya à, em đã nghe mẹ nói với Lena hôm qua ở nhà ngang xe ba. Chúng ta phải đưa chị ấy trở lại. Được, được, chắc chắn chúng ta sẽ đưa chị ấy trở lại. Hãy uống trà trước đã, được chứ? Được chứ? Và chúng ta hãy nói chuyện khác, được không? Họ nghĩ Inga có thể nguy hiểm. Xin mẹ đừng nói về chuyện ấy nữa. Mẹ mong đợi một cái gì đó tương tự thế. Mẹ mong đợi gì? Mong đợi Inga sẽ giết chúng ta à? Sao không nói sớm hơn? Khi đó chúng ta sẽ tiết kiệm nhiều thời gian và tránh được những rắc rối. Xin lỗi, mẹ đã nói quá nhiều. Mẹ ơi, thứ lỗi cho con. Con bị căng thẳng. Ôi, con trai tội nghiệp của tôi. Quá nhiều thứ đã rơi vào con. Không có gì đâu mẹ. Con giải quyết được. Về Inga thì mẹ đã đúng. Không nên kết hôn với cô ấy. Con đã yêu nó. Có thể vẫn còn yêu, bất chấp những việc nó đã làm. Không, đó không phải là tình yêu. Đó là một loại ám ảnh nào đó. Nhưng chuyện này đã kết thúc rồi. Không thể ra lệnh cho trái tim con ạ. À, phải, mẹ nói gia đình chúng ta hiếm khi lấy nhau về tình yêu. Và nếu lấy nhau thì luôn luôn không may mắn. Con phải tìm một người vợ xứng đáng và bị phụ thuộc vào cảm xúc. Nhưng chuyện đã qua rồi, thế là xong. Được, con trai. Được rồi.
Đây giống như mẹ em. Bà ấy làm gì ở đây nhỉ? Em bảo rằng bà không bao giờ xuống nhà ngang mà. Mẹ đã làm gì ở đây nhỉ? Đốt những bức ảnh cũ. Để làm gì? Để thoát khỏi bóng ma của quá khứ. Thoát khỏi Tanuya à? Anh nghĩ bà ấy sợ Larissa. Em cũng sợ. Nghe này Larissa, nếu em sợ chúng ta có thể kết thúc. Gọi hồn ngay bây giờ và đi khỏi đây. Không, chính anh đã nói rằng cần phải theo vụ việc đến cùng. Cần biết Tanuya quay lại đây làm gì. Được chứ, như em nói. Không, chị ấy không muốn nói chuyện với em nữa. Larissa, em mệt rồi, em cần nghỉ ngơi. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục gọi một lần nữa. Ta ra vườn, hít thở khí trời đi. Tôi đây. Tôi đã trở lại. Không, cô chết rồi. Cô không thể trở về. Hãy nhìn tôi đi. Là tôi. Tôi đến tìm bà. Ô Sư-a, hãy làm việc của mày nhanh lên. Nào, về nhà thôi, mày sao thế? Không hiểu. Đừng sợ Âu Sư-a.
Mở ra, mở ra. Là anh, là việc của anh. Mở ra, mở ra đi. Có chuyện gì thế? Bà đến đây làm gì? Đây là anh, đây là anh bảo tôi. Anh không thể bình tĩnh sao? Quyết trả thù tôi à? Đưa tôi vào bệnh viện tâm thần à? Bình tĩnh nào, bà có thể giải thích được không? Chính anh rất mạnh trong chuyện này. Quên rồi à? Đã 20 năm rồi. 20 năm. Mọi người chết đều được chôn cất, nhưng anh, anh lại khuấy động quá khứ, gọi ma ra khỏi mồ. Nhưng đó cũng là lương tâm của anh. Là lương tâm của anh, nghe chưa? Chúng sẽ đến tìm anh. Trong nhà ngang có máu trên sàn. Tôi nghĩ Inga đã ở đó. Vì thế Sesatakova mới cuồng loạn như vậy. Này Sergei, thầy rất tốt nếu được thẩm vấn bảy. Giờ bảy đang ngủ, Ksenia đã cho thuốc ngủ. Đỡ suy nhược thần kinh, uống trà nha. Này, để tôi tự rót, tôi không thể như người què ấy. Dạ chết tiệt, ngồi đi. Anh thương binh. Tôi muốn biết việc này nữa. Cô Zirev có tham gia vào câu chuyện nào kỳ lạ như vậy không? Chào buổi sáng. Xin chào, cảm ơn. Ксения Ильинична, bảo nấu cháo cho các anh. Mẹ xin lỗi vì đã làm ồn ban đêm, và mẹ sẽ xuống sớm. Không có gì đáng sợ. Chúng tôi hiểu rằng Olga Fedorovna đã phải chịu đựng rất nhiều. Thành thật mà nói, em rất lo cho mẹ. Cảm ơn. Em chưa bao giờ thấy mẹ như thế này. Mẹ ơi, mẹ dậy làm gì? Ксения Ильинична, bảo mẹ nghỉ ngơi đi. Tôi ổn mà. Chào buổi sáng cả nhà. Xin chào, xin chào. Лариса, dạ. Không thấy chìa khóa nhà ngang. Tìm xem nó ở đâu. Khóa cửa và mang chìa khóa cho mẹ. Và một yêu cầu lớn, đừng vào nhà ngang. Thậm chí đừng đến gần. Chúc ngon miệng. Cảm ơn, cảm ơn. Шестакова đã la hét về một câu chuyện cũ mà có anh tham gia. Anh nói gì thế? Tức là anh cũng đã nghe chuyện này rồi. Tôi nghĩ rằng cả làng đã nghe rồi. Vậy câu chuyện là gì? Tôi không biết. Bà ấy bị điên, anh biết đây. Đang đêm bà ấy mặc áo choàng chạy đến, nói những chuyện nhảm nhí. Đấy, ngắm đi. Cái gì đây? Tôi cũng muốn biết. Đây là khăn của Tanuya. Chúng tôi dùng nó trong các buổi chữa bệnh cho Seva. Để gọi hồn mà. Nó dùng đồ vật của một người khi còn sống thì việc liên hệ dễ dàng hơn. Nó ở trong tủ của Tanuya. Nhưng lúc đó nó không dính máu. Tìm thấy rồi, đừng động vào. Có vẻ như cô ấy đang cố về làng, nhưng không thể. Chắc chắn cô ấy đã chết hơn một ngày rồi. Tức là vào thời điểm Yanovsky bị giết, Inga Olegovna đã không còn sống. Dạ, hóa ra là như vậy. Việc là thế. Hết tập 3.